Thưa quý vị, với mục tiêu phát triển du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, thời gian qua, huyện Côn Đảo đã chú trọng công tác tuyên truyền, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện chung tay bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện Côn Đảo đã xuất hiện các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ kinh doanh theo xu hướng xanh, thân thiện với môi trường. Ngay từ khi đi vào hoạt động vào năm 2019, khách sạn này đã hướng tới xây dựng mô hình khách sạn xanh, thân thiện với môi trường. Mọi không gian tại khách sạn đều được bao phủ bởi cây xanh. Không những thế, khách sạn còn tiên phong trong việc nói không với túi ni lông, đồ nhựa sử dụng một lần và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Sau 5 năm triển khai các hoạt động giảm nhựa, khách sạn đã giảm khoảng 130.000 chai nhựa, 90.000 bao bì nhựa, đồ dùng cá nhân, 32.000 tiếp dầu gội, sữa tắm thải ra môi trường. Thì gần đây chúng tôi còn bổ sung thêm những sản phẩm ví dụ như là túi bằng vải, có in hình Côn Đảo để vừa lan tỏa yêu môi trường đến quý khách, cũng vừa thay thế cho những cái sản phẩm bằng nhựa. Rồi những cái tờ giấy nốt dễ thương dành cho khách, khuyến khích khách là sử dụng tiết kiệm năng lượng điện, tiết kiệm nước. Em rất thích khách sạn của mình tại vì rất có nhiều cây xanh. Em thấy như vậy để hạn chế một phần rác thải, cũng để bảo vệ môi trường. Thì em thấy bàn chải, lựa đồ các bạn cũng đều dùng bao bì bằng giấy nên rất là thân thiện với môi trường à. Nó cũng góp phần tạo cho môi trường một cái không gian sạch đó, giúp cho nơi đây cảm giác như sạch sẽ, khách du lịch rất là thích nơi đến à. Sau thời gian triển khai thực hiện ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững, đến nay đã có hơn 30% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn huyện Côn Đảo hoàn toàn chuyển đổi sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông và nhựa một lần trong hoạt động kinh doanh. 55% các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đang triển khai thực hiện một phần các biện pháp thay thế nhựa và túi ni lông và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Tại khách sạn em là dùng cái cây nước suối là có sẵn để ở mỗi hành lang và ở sảnh. Và cái sản phẩm của bên khách sạn em sử dụng là cái bàn chải xanh, là bàn chải đánh răng, là cái dùng bằng bã bột ngô. Cái cạo râu thì bọn em sử dụng là nhựa tái sinh, là tái sử dụng được. Bã cà phê của khách ăn sáng thì bọn em sẽ đổ lại thành vào một xô để sử dụng để trồng cây. Và còn và cái vỏ trứng thì bên em cũng tái sử dụng luôn, là đi đem vào để trồng cây. Khi du khách đến với khách sạn thì sẽ tuyên truyền cho du khách là cùng đồng lòng, cùng với địa phương là đôi khi cơ sở là để không dùng nhựa một lần, kể cả về cái nguồn thu gom nước và xử lý nước trước khi đưa ra hệ thống, mà đôi khi là toàn bộ cả khách sạn bắt đầu xây dựng đã tư duy đã tuần hoàn cái việc đó, đã thu gom tại chỗ rồi và xử lý rồi. Lần này đến thì cũng rất là vui đến được cái khách sạn Tuấn Ninh 2 này, nói không với đồ nhựa dùng một lần. Mình đã ấn tượng luôn cái này, tại vì mình cũng là cái người mà dùng những cái sản phẩm mà nó mình lưu ý về vấn đề rác thải môi trường. Cho nên là mình đến mình thấy là cái trách nhiệm của khách sạn đối với cả cộng đồng rất là hay. Huyện Côn Đảo đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú còn lại thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng phát triển xanh, bền vững.